Tiếp theo tập trước, Tần Liên Sơn nghĩ lại những ký ức tươi đẹp bên người thân, khi mà cả gia đình còn đầy đủ bốn người, chỉ vì bị bệnh nặng mà vị phu nhân của ông ấy đã rời xa ba cha con, ông bất lực, sợ rằng cuối cùng không thể bảo vệ tốt được gia đình. Tịch Nhi tỷ bên ngoài hét lên một tiếng cha. Vân tộc trưởng xem trận đấu, cũng tự định rằng kết thúc rồi, uỳnh một tiếng rất lớn, luồng khí xung kích lan ra cả đấu trường, Tịch Nhi tỷ hét lên đầy sợ hãi, đám người ngồi xem cũng cảm thán, Tần Liên Sơn này đã mạnh lắm rồi, tiếc là khoảng cách thực lực quá lớn, phát hiện ra điều gì đó khiến cho vân tộc trưởng bất ngờ chờ đã đó là ở trên sàn đấu khói bụi dần tan đi khuôn mặt tần liên sơn thất thần hiện ra trước mặt ông ấy một hình bóng quen thuộc là tần vô song cậu ấy đã xuất hiện trực tiếp đỡ lấy một trưởng vừa rồi đáng lý ra là đánh lên người tần liên sơn tên hứa trưởng lão thất kinh còn tương ngôn và tiêu trung bất ngờ với sự xuất hiện của tần vô song sự việc xảy ra quá nhanh tần liên sơn vẫn chưa thích ứng được vô song mỉm cười nói với liên sơn cha tới đây thôi phần còn lại cứ giao cho con rồi đưa ánh mắt tràn đầy sát khí về phía kẻ địch tuyên bố trận thứ hai bọn ta nhận thua đám người trên võ đài không tin được chuyện này là thật hay giả thế võ đồng này vậy mà lại đỡ được một chiêu của hứa trưởng lão hứa thị tộc trưởng cũng vô cùng kinh ngạc mặt biến sắc sao có thể chiêu đó là chiêu gần như mạnh nhất trong võ điển của gia tộc họ hứa thị ta không thể như thế nhất định là có người âm thầm giúp đỡ ông ta nghi thần nghi quỷ không biết là ai làm đại hề minh không thể làm mà không ai biết được hay là chân võ thánh địa càng không thể, chân võ thánh địa tuyệt đối không tham gia vào luận phẩm gia tộc. Hứa tộc trưởng tức giận thét lên, rốt cuộc là ai? Bên phía hai vị chân võ thánh địa cũng cảm khái, tần vô song này cũng đỉnh thật đấy. Quan chủ khảo nhắc nhở, người chủ trì, mau xuống làm chủ đi. Dứt lời người chủ trì nhảy xuống tuyên bố, đấu thứ hai của tranh đoạt hào môn. Hào môn hứa thị thắng. Đám người kia lại được xem một màn hay, tuy là thắng nhưng hình như hứa thị không được vui rồi. Đường đường là một cường giả chân võ cảnh ngũ đoạn, lại bị một võ đồng đỡ được, đổi lại là ngươi có vui không hứa trưởng lão tức giận hỏi người chủ trì hắn nhúng tay vào trận đấu chuyện này cũng được phép sao vị chủ trì chỉ đáp ồ quy tắc không nói đến rồi vẻ mặt tươi cười huống hồ hắn chỉ là một võ đồng thôi mà thấy thái độ không hài lòng vô song lên tiếng hứa lão ra hình như có hơi bất mãn nhỉ nếu đã ở trên đài đấu rồi thì đừng đi đi lại lại nữa trận tiếp theo hai người cùng lên đi vô song mạnh giọng vừa mới từ quỷ môn quan đi về liên sơn càng hỏi chấm trước quyết định của con trai càng bất ngờ hơn nữa là phản ứng của Vân Kinh Yên, khiêu chiến hai người. Tần vô song này điên rồi, rõ ràng lần đầu lên đài một đấu một là được rồi, như vậy cơ hội thắng sẽ càng lớn, Vân Kinh Yên quay ra nói với Vân Tộc trưởng, cha, người chủ trì này rõ ràng là thiên vị tần thị, có phải là bọn họ âm thầm dở cho không, Vân Tộc trưởng trả lời chắc nịch, không, tiểu tử đó vừa rồi đã đỡ được một đòn đó bằng thực lực của mình. Vẻ mặt của Vân Tộc trưởng nghiêm túc hơn, có thể đỡ được cao thủ chân võ cảnh ngũ đoạn, tần vô song này có lẽ cũng cùng thực lực đó, thậm chí còn cao hơn hứa tộc trưởng thì cay vãi ò tên tần vô song này rồi còn châu phi thì mắng tần vô song đừng có mà hống hách quá lại dám phát ngôn ngông cuồng trận này xem ra ta không đánh ngươi ra bã thì không được rồi vô song vẫn mặc kệ những gì tên kia nói hai bên xác nhận người ra trận trận đấu thứ ba tranh đoạt hào môn bắt đầu hứa tộc trưởng mắng chẳng qua chỉ là một đứa đáng chết từ bốn năm trước thôi đừng tưởng là có thể đỡ được một chiêu của ta thì cảm thấy có thể đứng được ở đây trên võ đài này ông ta âm hiểm bốn năm trước ta nên bảo hứa đình trương hiển đánh chết xong chôn ngươi luôn mới đúng vô song trầm mặc đáp lại thì ra chủ ý này là ông nghĩ ra à vậy thì ta thật sự cảm ơn ông đấy để ta sống lại ở thế giới này hứa trưởng lão nói ta cũng muốn xem thử ngươi chết đi sống lại rốt cuộc là yêu nghiệt thế nào đừng tưởng vừa rồi ta đã dùng hết thực lực mạnh nhất tiếp theo ngươi sẽ không có may mắn đâu sát khí nổi lên xung quanh người vô song để cảm ơn hạ thủ lưu tình bốn năm trước của ông ta sẽ nhường ông ba chiêu thế nào hà tên châu phi nóng lòng lao lên tấn công vô song một quyền uy lực đánh tới nhưng không ngờ bằng tốc độ quá nhanh đi vô song đã ở phía sau hắn và nói đưa mông đây nào bạn ơi rồi một trưởng đánh thẳng vào sau lưng của châu phi lực đạo quá khủng bố đi châu phi bị bắn đi với tốc độ như một viên đạn bản thân hắn chắc không thể nào ngờ mình lại nghèo một cách không thể vô lý hơn cơ thể hắn chưa chết ngay nhưng không thể cử động được nữa chắc là hồi quang phản chiếu thấy con bị đánh thành bộ dạng này tộc trưởng hứa thị như có ngàn con kiến chạy trong người ogenta Đám người xem lúc này mới ngỡ được một võ đồng như Vô Song mạnh đến mức nào. Quay lại trận chiến, Vô Song quay ra tên trưởng lão kia, đến lượt ông rồi. Hắn lúc này cũng bắt đầu căng thẳng, Châu Phi là chân võ cảnh tam đoạn, sao có thể một chiêu đã hạ gục được, không lẽ hắn thật sự cũng có thực lực chân võ cảnh ngũ đoạn sao? Không kịp nghĩ nhiều ông ta lao lên, miệng không ngừng lải nhải, lão phu vẫn không thể tin được chuyện này. Mê ảnh trưởng, cơ lão không tin cũng phải, có ai lại tin mình đang đấu với một tên chơi hách không cơ chứ ha 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 các trưởng đòn liên tiếp được đánh về phía vô song, và tuyệt nhiên là nếu chúng được trưởng nào, dù có dùng thêm bổ trợ tốc hành. Tần Liên Sơn trở lại khán đài làm khán giả đang đón xem con trai cưng của ông ấy thể hiện ngầu lòi, đù, đánh chúng rồi anh em ạ. À. Sau rất nhiều lần tung trưởng thì lần này đã đánh trùng rồi, nhưng vô song của chúng ta vẫn bình yên vô sự nở một nụ cười, chiêu thức không tệ, chi tiết là lực không đủ. Mình là HM Kagori View Chuyện Tranh, hãy ấn theo dõi kênh để đón xem những video mới nhất. Tập 21 đến đây là hết rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi.